Chị Kim kẹt quá hóa liều hạ giá bán lỗ 500 triệu đồng một căn siêu phẩm nhà đẹp tại trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, nằm ngay sát bên với trường cấp 3 Nguyễn Công Trứ và nằm ngay đối diện với hàng xe Mercedes-Benz. Một căn nhà ngang 4,3 m, sâu vào 13 m, thiết kế một trệt hai lầu, sẽ có 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, có sân thượng trước để giặt phơi đồ. Căn nhà hướng chính là hướng Tây Nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Đường trước nhà là con đường rộng 4 m, xe hơi có thể đến cửa nhà, nằm sát với trục đường Quang Trung, cách đường Quang Trung khoảng tầm 30-40 m thôi. Đấy, con đường cụt. Và sẽ có một lớp cổng sắt CNC xây dựng hết đất nha. Bên trong có cửa nhôm Sinfa, ngang 4,3 m, sâu vào 13 m. Ở dưới thì được ốp sàn gạch 80, tặng lại sofa, kệ tivi và tivi 65 inch. Hai bên tường thì được ốp được dán giấy ấn tường, và trên thì có bố trí một cái đèn chùm pha lê thả rất là to, rất là đẹp trên này, đèn led đầy đủ hết luôn. Đấy, căn nhà trệt hai lầu giảm 500 triệu đồng, với giá gốc thì giao 5 tỷ 7, bây giờ hạ xuống chỉ còn 5 tỷ 200 triệu đồng thôi, vẫn còn thương lượng nha quý vị. 5 tỷ 200 triệu thì sẽ bớt ít nha. Cầu thang được ốp đá kim sa trắng, chạy đèn led. Tay vịn là gỗ sồi Nga, sử dụng lan can là sắt đặc, có trang trí uốn mỹ nghệ. Ở trong đây thì có tủ bếp gỗ An Cường chạy đèn led, tặng bàn ăn 4 ghế và tặng tủ lạnh hai cánh capper, trên có đèn chùm quạt trần. Đấy, căn nhà bố trí tủ bếp gỗ An Cường quá là đẹp, quá là sang. Giá bán bây giờ chỉ có 5 tỷ 200 triệu đồng thôi, chú đã giảm giá tới 500 triệu đồng rồi. Anh chị khách hàng nào quan tâm đến căn nhà đẹp, vị trí nằm ngay trường Nguyễn Công Trứ và nằm ngay đối diện với hàng xe Mercedes-Benz của trục đường Quang Trung, chúng ta sẽ alo ngay trực tiếp về Tam Hưng để được đi xem ngay căn nhà này. Hướng Tây Nam nha quý vị, phía dưới gầm cầu thang có nhà vệ sinh này. Căn nhà quá là ok, quá là đẹp luôn. Chỉ có 5 tỷ 200 triệu thôi. Tiến lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1, phòng ngủ 1, 2. Hai phòng dùng chung nhà vệ sinh, do vậy phòng ngủ rất là lớn, rất là rộng nha. Có giường nệm, ban công phía trước, máy lạnh, tủ quần áo, kệ tivi đầy đủ hết rồi. Anh chị mua thì chỉ vào sách quần áo về ở thôi, sách pha lê quần áo về ở thôi. Phòng ngủ ốc rộng. Đây, máy lạnh, toilet, trang trí quá là đẹp luôn, quá đẹp, quá sang luôn nha. Xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ ông riêng. Toilet thì có bồn cầu khối, lavabo, gương led, vòi inox đen và gạch ốp cao đụng trần. Phía sau này có giếng trời và toàn bộ nội thất của Văn Cường hết nha, chạy led phía bên trong. Giường nệm, máy lạnh có hết luôn rồi. Một căn nhà hướng Tây Nam, giá quá là rẻ nha anh chị, chỉ có 5 tỷ 2 thôi. Anh chị nào muốn sở hữu em nó, chúng ta sẽ alo ngay và luôn về tới nhà đất Bắc Hưng. Tiến lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 2, phòng ngủ số 3, khu vực toilet số 3 và khoảng sân sân thượng trước để giặt phơi đồ. Ngang 4,3 m, sâu vào 13 m. Đây thì phòng ngủ đã được làm nội thất đầy đủ hết luôn. Đấy, giống như bên dưới hết nha. Anh chị nhanh tay gọi ngay về tới nhà đất Bắc Hưng nha. Căn nhà quá đẹp, quá rẻ rồi. Toilet, bồn cầu khối đầy đủ, sân thượng trước ốp gạch và làm khung sắt cũng như đúc mái phía trên, ok hết luôn. Video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.